Kamen Rider SA là câu chuyện kể về cậu thanh niên Hozo Emu, một người chỉ đơn thuần là một cậu thực tập viên trong một bệnh viện. Anh ta có tình yêu thương vô bờ bến với những bệnh nhân, đặc biệt là những đứa trẻ, cũng như sự phô diễn về khả năng thiên tài bẩm sinh trong việc chơi game của mình. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên bình với Hozo Emu, một cô gái bí ẩn đã nhận được nhiệm vụ trao chiếc thắt lưng Gamer Driver cho người thích hợp, người được mệnh danh là thiên tài game thủ em. Cô ta đến một hội chợ liên quan về game, đang giới thiệu tựa game Mighty Action X, nhưng không gặp được ai ngoại trừ Emu, cũng như một đứa nhóc là bệnh nhân đang cần phẫu thuật gấp. Sự vô trách nhiệm của Emu khi đưa một đứa trẻ đến một nơi như thế này, chứ thay vì phải ở trong bệnh viện để được chăm sóc, cô gái ấy đã không lắng nghe niềm đam mê của cậu nhóc. Thế là cậu ta đã phát bệnh, căn bệnh mới mà cô ta phải ngăn cản, Burgaster Virus, một loại virus ký sinh vào con người biến họ trở thành những Burgaster. Emu vô cùng sốc và tuyệt vọng vì nghĩ cậu bé sẽ không thể nào trở lại thành người, thì cô ta đã đưa cho anh một hy vọng le lói, Gamer Driver cùng chiếc Gashat Mighty Action X, không chần chừ, và thân phận của mình là thiên tài game thủ em. Anh đã chuyển hóa sử dụng Gashat cũng như Gamer Driver Core SA cấp độ 1.